Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt wifi không dây này với cái phần mềm Kiosk Việt để các bạn in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Kiosk Việt nha. Thì cái máy in này nó không sử dụng mực các bạn, và in không dây luôn. Các bạn về các bạn chỉ cần gắm điện vào nè, đó, và các bạn in thôi, không cần phải gắm bất kỳ một sợi dây gì nữa cả. Đó, tại vì cái máy này nó sẽ kết nối với cái wifi ở nhà của các bạn và cái điện thoại của các bạn hoặc là laptop, máy tính. Nó kết nối với cái wifi ở nhà của các bạn á, thì đều in được nha các bạn. Đó, in không cần sử dụng dây, chỉ cần gắm điện của các bạn để bất cứ nơi nào các bạn đều có thể in được nha các bạn. Nó có thể kết nối cùng một lúc rất là nhiều cái điện thoại, chứ không phải là như cái máy in Bluetooth là chỉ có kết nối được một cái nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì bên mình có hỗ trợ các bạn là cài đặt cái máy in này sẵn. Các bạn chia về, các bạn chỉ cần gắm điện vào và nhập cái địa chỉ IP vào cái phần mềm Kiosk Việt để các bạn in thôi. Thì bạn nào mà muốn bên shop mình cài đặt cái wifi cho máy in đó thì các bạn liên hệ bên mình trước để bên mình cài đặt xong rồi bên mình đóng gửi hàng đi nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này nha. Thì đây là cái máy in nhiệt nha các bạn. Các bạn chỉ cần gắm điện vào, kết nối với wifi nhà và kết nối với cái app của các bạn là các bạn có thể in được cái hóa đơn bán hàng các bạn gửi cho khách hàng nha. Thì cái máy này có thể kết nối được với cái phần mềm như là Sabo nè, Kiosk Việt nè, Tính Tiền TV nè, sổ bán hàng nè và một số cái phần mềm khác nữa nha các bạn. Thì mình có làm một số cái video về cái máy in này kết nối với cái phần mềm và in thử ở bên dưới phần mô tả, các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn xem lại những cái video đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy nha. Thì ở đây nè các bạn, nó có cái nút là các bạn nhấn vào nó sẽ mở ra khay giấy nè. Đó, ở đây mình có sẵn cái cuộn giấy nè các bạn. Đây, cuộn giấy các bạn chỉ cần đặt vô theo cái chiều này nha. Rồi, các bạn để như thế này và các bạn đóng lại thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái máy in nha. Rồi, các bạn tắt nguồn nè, các bạn giữ cái nút này nè. Rồi, các bạn bật cái nguồn lên. Khi mà cái đèn đỏ này nó tắt nè, các bạn buông ra. Nó sẽ in ra một cái tờ in test nè. Cái tờ in test này á, nó để kiểm tra được cái tình trạng của cái máy nha. Khi mà các bạn sử dụng á, nếu mà có trục trặc như thế nào á, thì các bạn có thể dùng cách này để các bạn in ra thử xem cái máy của mình nó có hoạt động hay không, hay là do lỗi cái điện thoại của mình. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi nhà của các bạn nha. Thì bây giờ ở đằng sau nè các bạn, nó có một cái nút nè, cái nút màu đen nè các bạn thấy không. Các bạn bấm vô cái nút màu đen nè, nó sẽ in ra một cái tờ giấy cho các bạn nè. Rồi ở đây các bạn có thấy là SSID nè, là cái tên wifi của cái máy này nó phát ra nè. Bây giờ các bạn dùng điện thoại các bạn kết nối với cái tên wifi này nè. Rồi ở đây nè các bạn thấy không, GWinter 5607 nè. Đó, rồi các bạn kết nối với cái wifi này. Rồi bây giờ các bạn vào trong cái CH Play hoặc là App Store, các bạn cài cái phần mềm OkaWinter này vào nè. Đó, các bạn cài vào nha. Thì ở đây mình cài rồi nên mình không có cài lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái setup wifi nè. Rồi các bạn nhập cái tên wifi nhà của các bạn vô nha. Các bạn nhớ là các bạn nhập chính xác nha. Các bạn nhập sai là nó không có chạy đâu á. Mình ví dụ là ở đây mình có cái wifi của mình nè, Johnny Trần nè. Rồi mình nhập vô, viết hoa viết thường là y chang như cái tên của các bạn luôn nha. Rồi có khoảng cách luôn này nha các bạn. Rồi nhập password, các bạn vào chỗ authenticated nè, các bạn nhập open, các bạn mở lên. Rồi các bạn chọn ở dưới cùng nè. Rồi các bạn nhập cái wifi vào, nhập cái pass vào nha các bạn. Rồi các bạn nhớ nhập chính xác nha. Xong các bạn bấm done nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái IP cho nó. Có nghĩa là khi nãy mình nói á, là các bạn thiết lập cái IP cố định á, thì khi mà các bạn tắt cái máy này đi á, thì nó cũng sẽ không có thay đổi cái IP nha. Là ở chỗ này nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn bấm vào DHCP nè. Rồi DHCP các bạn chọn TTIP nè. DHCP này á, là có nghĩa là IP động nè, TTIP là IP tĩnh nha các bạn, nó cố định nha. Rồi bây giờ các bạn nhập theo mình nha, 192 nè, .168 nè, .1 nè, .254 nè.
Một tí nữa mình sẽ cho chỉ cho các bạn xem cái dãy IP của các bạn, để các bạn biết được cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vô nha. Thường á là 192.168.1, nhưng mà có chỗ là 1.2.168.0 nữa nha các bạn, .2 luôn, có rất là nhiều cái dãy IP, nên các bạn cần phải xem cái dãy IP của mình là bao nhiêu để các bạn nhập vào nha. Thì ở đây là cái dãy IP của mình .1, lát một nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nha. Các bạn nên để là .1.254 nha, thì thường cái địa chỉ 254 này nó rất là ít người sử dụng đó. Nếu mà các bạn nhập 254 không được đó, là có nghĩa là nó trùng với cái thiết bị khác nha. Thì mỗi cái địa chỉ IP á là nó chỉ có một cái thiết bị sử dụng thôi nha các bạn. Rồi đây là 255 nha. Thì thường á là ở gia đình nó để cái địa chỉ 192.168.1 không mà các bạn, có .0 nữa, có .2 luôn đó. Một xíu nữa mình chỉ các bạn coi, thì default gateway này là 192.168.1.1. một chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn xem như thế nào về cái này ha. Rồi các bạn bấm config nè, để nó cấu hình, nó kết nối với cái máy này, nó cấu hình lên nha. Các bạn lưu ý là cho nó chạy nha, nó chạy khi nào mà nó có chữ don á là xong á thì nó mới hoàn thành nha. Các bạn để cho nó chạy xíu. Nè các bạn thấy không, nó chạy xong, nó có chữ don nè, vậy mới là xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta tắt cái máy đi nè. Bây giờ chúng ta tắt cái máy đó nè. Rồi chúng ta mở lên lại ha. Rồi bây giờ chúng ta bấm cái nút màu đen ở dưới làm sao nè, để chúng ta coi coi nó ra địa chỉ IP bao nhiêu ha. Nè các bạn thấy không, nó ra cái địa chỉ nè, cái tên wifi nè của nhà mình nè, cái path nè, cái địa chỉ nãy mình thiết lập nè, .1.254 nè, rồi .1 nè, default gateway nè. Ok bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái dãy IP nha. Thì bây giờ mình sẽ vào lại cái wifi nhà mình nè, cho đi trần nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ các bạn ở trên iPhone á, các bạn vào trong cái chữ Y nè. Đó. Các bạn vào trong cái wifi của mình thì các bạn sẽ thấy được cái IP của cái điện thoại của mình nha. Đây là 192.168.1 nè, .164 nè, là cái địa chỉ IP của mình nha các bạn. Đây, 192.168.1 nè, các bạn thấy không? Đó, từ cái gì? Có thể nó chỉ thay đổi là .0 ở chỗ .1 nè, .1 nó có thể thay đổi số 1 thành số 0, hoặc là số 2 hoặc là số 3 thôi. Còn cái mặt nạ mạng nè, các bạn nhập y chang như của trên điện thoại nè, 255.255.255.0 nè. Bộ định tuyến nè, các bạn cũng nhập y chang luôn nè, 192.168.1.1 nè. Đó, các bạn chỉ thay chỗ này thôi, các bạn chỉ coi chỗ này thôi nè, cho nó trùng với cái IP ở đây ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài chúng ta in thử nha. Ok thì sau khi mà các bạn đã cài đặt cái wifi cho cái máy in này rồi á, thì bây giờ các bạn sẽ tải cái phần mềm Kiosk Việt về. Cái phần mềm này các bạn cần phải mua mới sử dụng được nha các bạn. Có cái phần mềm Kiosk Việt Online nó miễn phí, nhưng mà các bạn phải sử dụng trên cái máy in khổ giấy K80. Bên mình cũng có bán cái máy in đó, khổ giấy K80, in wifi luôn các bạn, không sử dụng dây cũng như cái máy này luôn, nhưng mà nó khổ giấy to hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ tải cái phần mềm Kiosk Việt về, sau đó mình mua cái tài khoản và mình đăng nhập vào, mình sẽ được cái giao diện như thế này ha. Rồi thì những bạn nào mà nhờ bên shop mình cài đặt sẵn á, thì bên mình sẽ để một cái tờ giấy IP này ở trong cái khay giấy trong này nè các bạn. Các bạn mở ra, các bạn để lấy cái tờ giấy này và các bạn xem cái địa chỉ IP ở đây nè, IP address nè, để các bạn nhập vào cái phần mềm Kiosk Việt để các bạn in nha. Thì những bạn nào mà không có tờ giấy này mình sẽ hướng dẫn các bạn xem nha. Các bạn lập cái máy lại nè, các bạn xem nè, cái nút màu đen ở đây nè, các bạn bấm một cái là nó sẽ ra một cái tờ giấy này ha. Thì các bạn lưu ý nè, cái đèn xanh ở đây nó sáng á là do nó có kết nối với cái wifi rồi. Những cái máy nào mà các bạn cấu hình mà nó không có sáng cái đèn này á là nó không có kết nối được nha, nó chưa kết nối, các bạn chưa cài đặt thành công nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút đó nè. Đó, nó sẽ ra y chang như tờ giấy mình mới đưa các bạn xem ha, 192.168.1.254 nè.
Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần mềm Kiosk Việt, mình nhập cái IP đó vào. Các bạn vào chỗ dấu ba gạch nè, nhiều hơn nè, cài đặt máy in. Rồi các bạn máy in, thêm máy in, chọn cái module nha. Ở BBT3 hoặc là BBF03 các bạn chọn cái nào cũng được nha. Rồi địa chỉ IP các bạn nhập cái địa chỉ IP vào trong cái tờ giấy nãy các bạn. Nhập y chang nhau nha các bạn. Tên máy in. Rồi xong. Các bạn chọn lưu nha. Bấm in thử cái nè. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ mất một khúc nè, do là cái khổ giấy của trên cái phần mềm Kiosk Việt nó đang mặc định là khổ K80 nha các bạn. Những bạn nào mà mua máy bên mình đó thì bên mình sẽ hỗ trợ thiết lập lại cái khổ giấy K58 để các bạn in cho nó vừa với khổ giấy nha. Thì những bạn nào mua máy bên mình sẽ hỗ trợ liên hệ với mình để mình cài đặt nha. Rồi các bạn lưu nè. Tại vì cái khổ giấy K58 này các bạn còn phải code lại nên nó hơi khó, mình không có chỉ ở đây được nha các bạn. Các bạn liên hệ với mình để bên mình hỗ trợ thiết lập cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình in thử một cái đơn nè, mình sẽ lấy một cái đơn hàng cũ mình in thử nha. Cái máy, cái tài khoản này thì mình đã thiết lập cái khổ giấy K58 lại rồi nha các bạn. Đây, mẫu in hóa đơn K58 bên mình nè, mình thiết lập lại nè. Đó các bạn thấy không, nó sẽ vừa với khổ giấy nè, như hồi nãy là nó sẽ bị mất một khúc nè các bạn thấy không. Rồi đây ha các bạn ha, mực rất là đẹp và đậm nét luôn nha. Mình sẽ in thử một tờ nữa cho các bạn xem nha. Đó. Thì những bạn nào mà muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, mình sẽ để cái đường link của Shopee hoặc là Lazada bên dưới phần mô tả. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.